Cô chào tất cả các bạn trường tiểu học Bính Hòa. Hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các bạn qua tiết toán bài tìm phân số của một số, phép chia phân số. Mục tiêu bài học ngày hôm nay cô sẽ giúp các bạn biết giải các bài toán dạng tìm phân số của một số và biết thực hiện phép chia phân số. Trước khi vào bài mới, cô có một vài nội dung cũ muốn ôn lại cùng với các bạn. Bài tập thứ nhất yêu cầu cô đưa ra là tính. Cô có phần A 5 phần 4 nhân với 6. Đây chính là nhân phân số với một số tự nhiên. Chúng ta sẽ được 5 nhân 6 phần 4 và bằng 30 phần 4. Cô có phần B 2 phần 9 nhân 1 phần 2. Đây chính là nhân hai phân số với nhau. Chúng ta có 2 nhân 1 phần 9 nhân 2 và bằng 2 phần 18. Đến đây cô muốn lưu ý với các bạn sau khi thực hiện xong, chúng ta phải rút gọn về phân số tối giản. Như vậy, 2 phần 18 chúng ta rút gọn sẽ được 1 phần 9. Như vậy, bạn nào nhanh ý có thể tìm thấy cho cô là ở câu A, chúng ta còn thiếu chưa rút gọn đúng không nào? Như vậy, cô và các bạn cùng rút gọn. 30 phần 4 sẽ bằng 15 phần 2. Qua đây, cô cũng có lưu ý với các bạn khi chúng ta thực hiện các phép tính liên quan đến phân số. Một bước vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải rút gọn về phân số tối giản. Các bạn ghi nhớ nhé. Nội dung thứ hai, cô có bài toán mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó, hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam. Đây là một bài toán lời văn liên quan đến phân số. Chúng ta sẽ có lời giải. Số quả cam mẹ biếu bà là 36 chia 3 bằng 12 quả, đáp số 12 quả. Cô có một bài toán tương tự. Mẹ hái được 12 quả cam, mẹ biếu bà 2/3 số cam đó, hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam. Để trả lời được bài toán này, đây cũng chính là nội dung thứ nhất cô muốn hướng dẫn các bạn qua bài học ngày hôm nay. Chính là dạng toán tìm phân số của một số. Cô có bài toán như sau. Một rổ cam có 12 quả, hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam? Cô có hình vẽ sau. Cô có 12 quả cam. Bây giờ cô chia thành 3 phần bằng nhau. Vậy thì các bạn quan sát và cho cô biết 1/3 số cam trong rổ là chúng ta sẽ thực hiện phép tính 12 chia 3 bằng 4 quả. Vậy các bạn quan sát cho cô biết xem 2/3 số cam trong rổ như thế nào so với 1/3 số cam trong rổ. Đúng rồi đấy, 2/3 số cam trong rổ sẽ gấp 2 lần 1/3 số cam trong rổ. Như vậy, để tìm 2/3 số cam trong rổ, chúng ta có thể làm phép tính 4 x 2 bằng 8 quả. Và để chúng ta có cách làm nhanh hơn với những bài toán tương tự, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm 2/3 số cam trong rổ như sau. Chúng ta sẽ lấy 12 nhân 2/3 và bằng 8 quả. Đây là cách nhân số tự nhiên với phân số mà chắc các bạn đã biết làm rồi, đúng không nào? Và chúng ta có lời giải hoàn chỉnh là 2/3 số cam trong rổ là 12 nhân 2/3 bằng 8 quả, đáp số 8 quả. Vậy, muốn tìm 2/3 của số 12, ta làm như thế nào? Qua ví dụ cô vừa đưa ra, chắc hẳn các bạn đã có được đáp án đúng không nào? Như vậy, muốn tìm 2/3 của số 12, ta lấy 12 nhân 2/3. Cô và các bạn cùng nhắc lại. Muốn tìm 2/3 của số 12, ta lấy 12 nhân 2/3. Và bằng 8 quả. Để các bạn hiểu rõ hơn, cô có một vài ví dụ chúng ta cùng làm nhé. Các bạn hãy tìm cho cô 3/5 của 15. Muốn tìm 3/5 của 15,
Chúng ta sẽ lấy 15 nhân 3 phần 5 và bằng 9. Tìm 3 phần 8 của 40. Chúng ta sẽ lấy 40 nhân 3 phần 8 và bằng 15. Như vậy, muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Đây chính là phần ghi nhớ cô muốn gửi đến các bạn. Cô và các bạn cùng đọc lại phần ghi nhớ. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Các bạn đã nhớ chưa nào? Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các bạn một dạng toán mới liên quan đến phân số, chính là cách tìm phân số của một số. Nội dung tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là cô muốn hướng dẫn các bạn thực hiện phép chia phân số. Cô và các bạn cùng sang phần 2, phép chia phân số. Cô có ví dụ sau. Hình chữ nhật A, B, C, D có diện tích 7 phần 15 mét vuông, chiều rộng là 2 phần 3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Cô có hình vẽ như sau. Hình chữ nhật A, B, C, D có diện tích là 75 mét vuông, cho biết chiều rộng là 2 phần 3 mét. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm chiều dài của hình đó. Đến đây, các bạn hãy nhớ lại cho cô cách tìm chiều dài của hình chữ nhật khi đã biết diện tích và chiều rộng rồi. Muốn tìm chiều dài của hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng, đúng không nào? Như vậy, với bài toán này, muốn tìm chiều dài của hình chữ nhật ABCD, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 7 phần 15 chia 2 phần 3. Các bạn quan sát, đây chính là phép chia hai phân số cho nhau. Và cách thực hiện như thế nào, cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Các bạn quan sát, 7 phần 15 chia 2 phần 3. Cô sẽ giữ nguyên phân số 7 phần 15. Tức là chúng ta sẽ giữ nguyên số bị chia. Sau đó chúng ta sẽ nhân với phân số đảo ngược của phân số 2 phần 3. Các bạn quan sát này. Và đến đây chúng ta thực hiện như phép nhân phân số bình thường. Chúng ta sẽ có 7 x 3 bằng 21, 15 x 2 và bằng 30. Chúng ta được phân số 21 phần 30. Đến đây chúng ta phải rút gọn về phân số tối giản. Chúng ta nhận thấy 21 và 30 cùng chia cho 3. Như vậy chúng ta sẽ được phân số tối giản là 7 phần 10. Các bạn thấy là trong cách hình thành cách làm này thì cô có nhắc đến phân số đảo ngược, đúng không nào? Vậy phân số đảo ngược là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Để thực hiện phép chia hai phân số, chúng ta sẽ làm như sau. Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Và phân số 3 phần 2 được gọi là phân số đảo ngược của phân số 2 phần 3. Cô nhắc lại cách thực hiện cho các bạn này. 7 phần 15 chia 2 phần 3 bằng 7 phần 15 nhân 3 phần 2 và bằng 21 phần 30. Rút gọn được phân số 7 phần 10. Chúng ta có lời giải cụ thể như sau. Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là 7 phần 15 chia 2 phần 3 bằng 7 phần 10 mét, đáp số 7 phần 10 mét. Qua đây, cô muốn lưu ý với các bạn, bước tìm ra kết quả các bạn có thể làm được đấy nhé. Còn ở trong lời giải chúng ta chỉ viết kết quả cuối cùng và lưu ý viết phân số tối giản cho cô. Và với các bài toán lời giải, cô lưu ý với các bạn phần đơn vị cũng như là lời giải cho chính xác. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các bạn cách thực hiện phép chia phân số. Các bạn ghi nhớ cho cô, để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Để các bạn hiểu rõ hơn cách làm cũng như hiểu rõ hơn về phân số đảo ngược, cô có các ví dụ sau. Ví dụ 1, viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau. Cô có các phân số 7/9, 5/8, 12/17. Như vậy, phân số đảo ngược là chúng ta sẽ lấy mẫu số làm tử số của phân số mới, ngược lại lấy tử số làm mẫu số của phân số mới, thì chúng ta sẽ được các phân số đảo ngược sau. Phân số đảo ngược của phân số 7/9 chính là phân số 9/7. Phân số đảo ngược của phân số 5/8 chính là phân số 8/5. Phân số đảo ngược của phân số 12/17 chính là phân số 17/12. Và để xem các bạn đã biết cách thực hiện phép chia phân số hay chưa, cô và các bạn đi tiếp vào ví dụ thứ hai. Yêu cầu cô đưa ra là tính. Cô có phép chia 9/8 chia 3/4. Qua cách làm cô đã hướng dẫn, chắc các bạn đều biết. Chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 9/8 và chuyển thành phép nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. Chúng ta sẽ được 9/8 nhân với 4/3. Tiếp theo chúng ta thực hiện như nhân hai phân số. Chúng ta được 9 nhân 4 bằng 36, phần 8 nhân 3 bằng 24 và được phân số 36/24. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành rút gọn. Mình nhận thấy 36 và 24 cùng chết cho 12. Như vậy cô sẽ được phân số 3/2. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn đã biết cách làm rồi, đúng không nào? Như vậy, nội dung bài học ngày hôm nay, các bạn cần ghi nhớ cho cô hai nội dung chính. Thứ nhất, đó là cách tìm phân số của một số. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số phải tìm. Nội dung thứ hai là về phép chia phân số. Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các bạn về nhà lưu ý học thuộc cho cô phần ghi nhớ cũng như vận dụng kiến thức đã học để làm đầy đủ các bài tập trong phiếu bài tập cho cô. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.